Trong ngày thi đầu tiên lớp 10 gồm môn thi văn và ngoại ngữ tại Nghệ An, có 35.603 trên 35.701 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,7%. Và hôm nay có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, 98 thí sinh vắng thi và không có giám thị vi phạm quy chế thi. Còn ở thủ đô thì điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ được công bố trước ngày 3 tháng 8. Đây là thông tin được một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chia sẻ với báo chí. Vị lãnh đạo này cho biết sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh chung vào lớp 10 và thi các môn tuyển sinh hệ chuyên, đơn vị sẽ bắt tay vào chấm thi. Theo đó thì toàn thành phố sẽ thành lập một ban chấm thi, một ban làm phách. Năm nay, môn ngoại ngữ thi bằng hình thức trắc nghiệm nên sẽ được chấm hoàn toàn bằng máy. Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành việc chấm thi sớm nhất, dự kiến là vào ngày 31 tháng 7. Năm nay, thành phố huy động lực lượng chấm thi nhằm đảm bảo tiến độ để kịp chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trước ngày 3 tháng 8, Hà Nội sẽ công bố kết quả thi của thí sinh và điểm chuẩn của từng trường trung học phổ thông. Sau ngày 3 tháng 8, học sinh sẽ được trả kết quả thi. Nếu có nguyện vọng phúc khảo, học sinh có thể nộp đơn lên trường trung học cơ sở theo học. Chậm nhất ngày 25 tháng 8 sẽ có kết quả phúc khảo bài thi. Đến 15 tháng 8, các trường phải hoàn tất việc tuyển sinh cho năm học 2020-2021. Những ngày cuối tuần là dịp cả nước dồn sức cho kỳ thi vào lớp 10. Đây là thời điểm của đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài nên cũng đã gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý cho các thí sinh. Để giúp các thí sinh ổn định tâm lý, các hoạt động tiếp sức mùa thi đã được triển khai kịp thời. Ngay từ đầu giờ sáng cho đến cuối giờ chiều của ngày thi đầu tiên, tại các điểm thi ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An, các hoạt động tiếp sức mùa thi đã được triển khai. Nước uống, sữa, khăn lạnh, đồ ăn nhẹ huy động từ các nhà tài trợ đã được cấp phát đến từng thí sinh. Lực lượng công an, dân quân tự vệ và lực lượng thanh niên tình nguyện đã được huy động tối đa để phục vụ, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Ngoài cái việc là cấp phát miễn phí các cái đồ uống cho các cháu, thì tại trên địa bàn thì đội cảnh sát giao thông số 3 đã phối hợp với lực lượng công an huyện Tân Kỳ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cháu đến kỳ thi đúng thời gian quy định và không để muộn giờ ách tắc giao thông. Đây là thời điểm tại các tỉnh miền Trung xảy ra đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao. Riêng tại một số huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, nhiệt độ đạt ngưỡng trên 41 độ C khiến hầu hết thí sinh và phụ huynh đều lo lắng và cảm thấy áp lực. Thời tiết này cũng hơi mệt mỏi, chiều con phải bắt đầu bài thi vào lúc 2 giờ này thì cũng phải lo lắng. Lo lắng cho con, trong đầu tối vẫn sáng mãi ra đi, vẫn dành cho con rất cẩn thận. Tất nhiên là đối với thời tiết con trời nắng nóng, ăn uống là phải giữ vệ sinh, vào học, vào thi là con phải thực hiện là thầy có dạy bài như thế nào, dạy để cả con vào thực hiện vào thi có những cái cần thiết gì là cả con phải làm thủ tục theo như thầy cô đã bảo dạy. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, tỉnh Nghệ An có gần 36.000 thí sinh tham gia. Ngành giáo dục Nghệ An đã thành lập đến 65 hội đồng thi với 1.517 phòng thi và hơn 5.200 người được điều động làm công tác thi. Theo dự báo thời tiết, Nghệ An trong những ngày tới vẫn còn nắng nóng nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tâm lý thi đối với các thí sinh.